Rồi, hello anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam mình. Đó, lời đầu tiên thì cho Phương Nam mình gửi lời chào, lời chúc đó đến tất cả cô dì, chú bác, anh chị em gần xa. Năm mới, đó, sức khỏe dồi dào, làm ăn thì luôn gặp nhiều may mắn nhá. Đó thì hôm nay mình cũng rảnh thời gian nên lên tranh thủ phát trực tiếp đó, giới thiệu các dòng xe bên cửa hàng cho anh em mình tham khảo anh em nhá. Trước khi vào phần giới thiệu xe thì mình xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng cho mình em mình biết này. Địa chỉ cửa hàng mình nằm ở số 14, đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đó, thì đợt này cửa hàng mình đang có chương trình giảm giá, khuyến mãi, xả hàng xe anh em nhá. Đó, thì anh em nào có theo dõi nhiều kênh của mình thì anh em mình biết. Đó, mình bắt đầu giảm giá từ ngày 11 tháng 2. Đó, đến hết ngày 11 tháng 3 là chương trình sẽ kết thúc anh em nhá. Những xe nào còn, đó, sau 1 tháng thì mình sẽ hoàn lại giá, sẽ không giảm nữa nhá. Nên anh em cân nhắc giúp mình. Đó, anh em nào đang có ý định muốn mua xe gì thì nhanh tay liên hệ với mình nhá. Đó, có xe giảm nhiều, có xe giảm ít anh em nhé, từ 1 tới 20 triệu tùy xe. Đó, xe nào cũng giảm hết nha anh em. Đó thì mình có xài hai số điện thoại này, anh em cần mua bán gì thì cứ liên hệ giúp mình này. Anh em cần tìm xe gì thì cứ nhắn tin qua số Zalo 038 552 4849. Đó, cần tư vấn xe gì thì cứ liên hệ qua số 0977 355 248. Có nhân viên túc trực 24/24 anh em nhé. Mua bán, trao đổi, ship xe tất cả các tỉnh luôn. Có hỗ trợ anh em góp đầy đủ cả qua ngân hàng và qua cửa hàng luôn nha anh em nhé. Ngân hàng anh em thủ tục chỉ cần chứng minh nhân dân, sổ khẩu để có thể góp xe bên mình được rồi. Đó, anh em nào làm công ty thì cho mình xin thêm cái bảo hiểm y tế nhá. Đó, cửa hàng mình thì cũng có hỗ trợ anh em ship xe 63 tỉnh thành anh em nhá. Anh em nào ưng xe gì chỉ cần cọc cho mình một phần tiền thôi, mình ship xe tận nơi. Đó, nhận được tiền thì thanh toán lốt số tiền còn lại với nhà xe là ok. Đó, hôm nay thì bắt đầu mình sẽ giới thiệu cho anh em từ dòng xe Suzuki GZ này nha anh em. Đó, mình nhắc lại chương trình diễn ra chỉ trong vòng 1 tháng anh em nhá. Anh em mình biết giảm nhiều hay ít, anh em chỉ cần xem video trước ngày 11 tháng 2 và anh em áp dụng vào video bắt đầu mình mới đăng lên đây thì anh em sẽ biết mình giảm nhiều hay là ít nha anh em. Đó, trước đầu tiên này, Suzuki GZ đó, 150 anh em nhá, 2019 đó, hiện tại đăng ký biển Quảng Nam 92D167749 anh em này, 150. Dòng này thì nguyên bản bên mình thì có cả mới lẫn cũ thôi anh em. Đó, mới có còn 2 chiếc, còn qua sử dụng rồi thì còn khá là nhiều. Đó, như con này thì cửa hàng mình đang bán giá cũ là 55, hôm nay mình giảm thêm cho anh em 3 triệu nữa là còn 52 triệu anh em nhé, 52 triệu Su GZ 150. Đó, rồi cái bên cạnh này cũng là GZ 150 luôn, 2022 anh em nhé. Hiện tại đăng ký biển Đồng Nai 60C189706 này anh em. Đó, 150 xe chính chủ nha. Đó, giá cũ xe là mình đang bán là 60 triệu, ngày hôm nay mình giảm thêm cho anh em 4 triệu đồng nữa là còn có 50 mấy? Đó, 6 triệu đồng là nó còn có 54 triệu thôi anh em nhé. Trong quá trình mình quay, anh em nào muốn xem chi tiết xe, muốn nghe tiếng nổ máy con xe đấy thì cứ nhắn tin qua số Zalo hoặc số điện thoại giúp mình nhá. Nhân viên gửi hình ảnh video đầy đủ cho anh em mình tham khảo luôn. 2019 anh em. Đó, con này 150 hiện tại đăng ký biển Đồng Nai luôn anh em nhá. Đó, nguyên bản của dòng này thì nó sẽ có cho anh em một cặp thùng, một cái ghế tựa lưng và một cái cản chống đổ đằng sau nhá. Đó. Con này thì đăng ký 2019, giá cũ mình đang bán là 66. Hôm nay mình giảm thêm 3 nữa là còn có 63 triệu anh em nhá. Đó, 3 triệu đồng. 2019 luôn anh em này. Đó. Đăng ký biển An Giang 67H167976 này, 150 chính chủ nhá. Giá cũ mình đang bán con xe này là 63, hôm nay mình giảm thêm cho anh em 3 triệu đồng nữa là còn có 60 triệu đồng thôi. Đó, cực kỳ là đẹp luôn nha. Một chiếc Twin Legend, đó, dòng này là dòng xe hai máy em nhá. Dòng xe hai máy. Xe hai. Đó, tiếng xe hai máy nghe khi nào nó cũng hay anh em nhá. Đó, 250 phân khối. Xe cực kỳ là đẹp luôn. Đó, bật xi nhan đôi này anh em. Con này thì đăng ký 2021, hiện tại con xe này được đăng ký biển số Lâm Đồng anh em nhé. Đó, có bộ hợp đồng ủy quyền của chủ xe, hiện tại mình đang đứng tên luôn. Giá cũ mình đang bán con xe này là 66 triệu, hôm nay mình giảm thêm cho anh em 4 triệu đồng nữa là còn có 62 triệu đồng thôi. Một chiếc Legend anh em này, đó, Legend 150 em nhé, 2019, dòng xe này dòng xe của Thái Lan. Đó, đăng ký biển Bình Dương đây, 61B213863. Đó, giá cũ con xe mình đang bán là 39 triệu, hôm nay mình giảm thêm cho anh em 2 triệu đồng nữa là còn có 37 triệu đồng anh em nhá, 37 triệu đồng. Rồi kế bên cạnh này, một chiếc G-Pick Legend. Đó, Legend anh em nhá. Đó, 200 phân khối. Phiên bản này là phiên bản 2 tháng đĩa trước 1 tháng đĩa sau anh em nhá. Hiện tại đăng ký biển thành phố 59. Đó, 16791. Đó, 2018 anh em nhá. Đó, con này thì giá cũ mình đang bán 46 triệu. Hôm nay giảm thêm cho anh em 4 triệu là còn 42 triệu này. Con này vô cho anh em rất là nhiều đồ chơi đấy anh em. Đó, tay thắng đây lần, tay côn đây lần này. Đó, có vô thêm cho anh em trợ lực tay côn có luôn nhá. Đó, giá thì mình báo rồi, 42 triệu giảm rồi.
Center Diamond Gentleman anh em 2019, nó 200 khối phiên bản 2 tháng đĩa trước 1 tháng đĩa sau. Có vô sẵn cho em thêm một cái bô lủng luôn nha. Đó, hiện tại đăng ký biển Bình Dương 61A101320. Đó, giá cũ mình đang bán là 46. Hôm nay giảm thêm cho anh em 3 triệu đồng nữa là còn 43 triệu. Đó. 2019 này, đó lây gần anh em, nó lây là gần bên cửa hàng mình có rất là nhiều luôn anh em nhé. Đó, phiên bản 2 tháng đĩa trước có, tháng đĩa sau có luôn. Đó, 2019 200 khối. Đó, dòng này thì về chạy bằng bằng 2 em nhé. Hiện tại đăng ký biển Vũng Tàu. Đó, có vô sẵn cho em một cặp túi bao da đựng đồ đựng đạc rất là tiện luôn này. Giá cũ mình đang bán là 42, hôm nay mình giảm thêm 3 triệu nữa là còn có 39 triệu đồng thôi. Đó, lây gần 200 khối. Mình nhắc lại anh em nhé, chương trình giảm giá của cửa hàng mình chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng luôn thôi. Đó, sau ngày 11 tháng 3 thì chương trình sẽ kết thúc. Những xe nào còn thì mình sẽ áp dụng lại giá như ban đầu, chưa có giảm. Nên anh em cân nhắc giúp mình nhá. Đó, ưng xe nào rồi, muốn xem chi tiết xe cứ alo. Đó, một con G-Pick Center Diamond Gentleman anh em này 2018, hiện tại đăng ký biển 71 Bến Tre. Đó, 71A100434 này. Đó, 200 con khối luôn nha anh em. Đó, 2018. Giá cũ con xe này mình đang bán là giá là 42. Hôm nay mình xả thêm cho anh em 3 triệu đồng nữa còn có 39 triệu luôn này. Đó, 39 triệu. Một chiếc Honda, đó dòng xe này dòng xe CBF anh em nhá. CBF Honda 190 phân khối này. Đó, 2017 nha, hiện tại đăng ký biển Bình Dương 61A100684. Đó, phiên bản này thì nói chung là đầu đèn của nó nhìn rất là giống Z1000 anh em nhá. Giá cũ con xe này mình đang bán là 39, hôm nay mình giảm thêm cho anh em 1 triệu nó còn có 38 triệu đồng thôi. Đó, 38 triệu. Một chiếc G-Pick, đó, dòng này dòng phiên bản G-Pick da gen anh em nhá. Đó, phiên bản 220 phân khối. Đó, mới đăng ký 2020 luôn nhá. Hiện tại đăng ký biển Sóc Trăng 83 này. Đó, 0043497 anh em nhá. Ô, rất là nhiều đèn trợ sáng cho anh em luôn. Đèn LED, đèn trợ sáng này. Đó, cực kỳ là sáng luôn anh em nhá. Đó, có vô thêm cho em một cái bô độ AHM, nó hai bên hai cái luôn nhá, càng chống đổ đèn trợ sáng đầy đủ hết. Giá cũ mình đang bán 47, hôm nay mình xả cho anh em thêm 3 triệu đồng nữa là còn có 44 triệu đồng này. Một chiếc Bentley, đó Bentley là thương hiệu xe của Ý anh em nhá. Đó. 150 phân khối, 2017, hiện tại đăng ký biển thành phố này. 50X119083, đó bóc keo trùng nguyên con, ký ủy quyền đứng tên mình luôn rồi. Giá cũ mình đang bán 25. Hôm nay mình giảm cho anh em 3 triệu nữa là còn có 22 triệu đồng thôi này. Một chiếc Yamaha MT15, đó phiên bản 150 phân khối anh em nhá, chính chủ luôn. Là một liềng lá thắng đĩa này. Đó, phuộc option down, nó xe mới chạy được có hơn 1000 cây số rồi. 2022 đăng ký chính chủ biển Bình Định anh em nhá, 77. Giá cũ mình đang bán con xe này là 59 triệu. Hôm nay mình giảm thêm cho anh em 3 triệu đồng nữa là còn có 56 triệu đồng. Đó, 56 triệu đồng anh em nhá. 5 chiếc FZ anh em này, đều phiên bản 150i anh em nhá. Đó, 5 chiếc này mình giảm giá gộp lại cũng phải bằng nguyên một chiếc FZ rồi. Đó, nên anh em xem giúp mình này. Ví dụ như con này 2015 này, 150 anh em này, đăng ký biển Bình Dương. Giá cũ đang bán 33, hôm nay mình giảm cho anh em 4 là còn có 29 này. Đó, 29 triệu. Con này phiên bản giới hạn anh em. Đó, 2017 hiện tại đăng ký biển Bình Định. Đó, 150 phiên bản, đây phiên bản lốc đồng anh em nhá. Đó, nên giá nó cao hơn một chút xíu, có mua thêm cho em kính chắn gió này. Đó, liền lá thắng đĩa FB xăng phun điện tử. Đi rất là lợi xăng nhá, có vô thêm cho anh em hai bên cái hai cái ốp che sườn, cảng chống đổ, đèn trợ sáng đầy đủ hết nhá. Giá cũ mình đang bán con xe này là 35, hôm nay giảm thêm 3 triệu nữa là còn có 32 triệu đồng thôi. Đó, 32 triệu. Một chiếc Yamaha FZ phiên bản 150 đấy anh em. Đó, con này thì đăng ký 2016 này, hiện tại đăng ký biển Bình Dương 61B196707 này. Đó, con này thì có sẵn bộ hợp đồng ủy quyền của chủ xe, đã ủy quyền lại cho cửa hàng mình luôn rồi. Đó, giá cũ mình đang bán con xe này là 33, hôm nay mình giảm thêm 3 nữa là còn có 30 thôi anh em nhá, 30 triệu đồng. 2014 anh em, 150, đăng ký biển 68D1 này. Đó, 19555. Đó, xe cũng đang còn rất là đẹp, FB xăng phun điện tử anh em nhá. Giá cũ mình đang bán con xe này là 28, hôm nay mình giảm thêm 1 nữa là còn 27 triệu đồng thôi anh em. 27 triệu. Phiên bản Mobi Star này anh em này, đó phiên bản 150 2016 nha anh em, liền lá thắng đĩa, FB xăng phun điện tử nha. Đó, đăng ký biển Đồng Tháp 66, giá cũ mình đang bán con xe này là 30, hôm nay giảm 1 nữa là còn có 29 triệu anh em nhá. Mình nhắc lại anh em nhé, trong quá trình mình quay mà anh em không xem chi tiết rõ được xe nào, anh em cứ chụp ảnh màn hình lại xong gửi qua số Zalo. Đó, mình có để dưới phần mô tả sẵn cho anh em mình rồi. Gửi qua đó thì sẽ có nhân viên báo giá, có video hình ảnh làm nổ đầy đủ cho anh em từng chiếc một nha. Kế bên cạnh anh em này, con này là con cúp tôm. Đó, cúp tôm anh em nhé, 125 phân khối. Đó, đăng ký 2007 đến giờ, hiện tại đăng ký biển thành phố anh em nhá, biển thành phố 52T6 6954. Đó, giá cũ mình đang bán là 28, hôm nay mình giảm 2 nữa còn 26 triệu thôi anh em nhá, 26 triệu đồng. Đó, cúp tôm xe đang còn rất là đẹp luôn nhá.
2007, có cản chống đổ, có ghế tựa lưng, gương, còi, đèn đề, xi nhan hoạt động đầy đủ full luôn nhé. Một chiếc FP Honda dọn lên kiểu dáng của JBL này anh em này, phiên bản hai máy, máy đôi anh em nhá. Đó, hai bô. Đó. Hai bộ chế liền lá thắng đĩa bô cổ chai 2009, hiện tại đăng ký biển 92. Đó, 92 là Quảng Nam anh em nhá. Giá cũ mình đang bán con xe này 29, hôm nay mình giảm thêm cho em 2 triệu nữa là còn 27 triệu đồng thôi này. Đó, 27 triệu đồng. Một chiếc Honda Maranro phiên bản 150 em nhá. Đăng ký biển 68K105444 anh em. Đó, 2013. Đó, con này thì 150 em nhá. Giá cũ mình đang bán con xe này là 25 triệu. Hôm nay giảm thêm cho em 2 triệu nữa là còn có 23 triệu đồng. Một chiếc FZ, đó, FZ 150 phân khối anh em này. Đó, đăng ký biển thành phố nha. 59O119477. Đó, đăng ký 2011 đến giờ, phiên bản đời đầu, nó xe Ấn Độ anh em nhá. Đó, giá cũ con xe này mình bán là 24, hôm nay mình giảm thêm cho anh em con xe này 2 triệu nữa là còn có 22 triệu đồng thôi. Đó. Một cặp Boss City như này. Đó, Boss City dòng xe KBR em nhá. Đó, dòng này thì có hệ thống 6 số, có két nước làm mát, đi đường xa đường trường rất là thoải mái luôn nhá. Như con này được đăng ký biển Sóc Trăng này anh em. Đó, 83B354855 2018. Giá cũ mình bán con xe này là 23, hôm nay mình giảm thêm cho em 2 triệu đồng nữa là còn 21 triệu đồng. Một chiếc Boss City nữa anh em. Đó, 2018, nó 125 phân khối này. Đó, hiện tại đăng ký biển An Giang 67F1 đó, 34069. Giá cũ mình đang bán con xe này 22, hôm nay mình giảm thêm cho anh em 2 triệu đồng nữa là còn 20 triệu đồng tròn anh em nhá. Một chiếc CBR, đó, phiên bản này phiên bản xe nhập Thái anh em, xe của Honda, nó 150 phân khối, hiện tại đăng ký biển thành phố 59 anh em, nó 2013 đến giờ, liền lá thắng đĩa anh em nhá. Đó, con này thì giá cũ mình đang bán là 32, hôm nay mình giảm thêm cho anh em 2 triệu nữa là còn 30 triệu đồng tròn. Đó. Một chiếc CBF, đó, phiên bản này phiên bản 125 xe của Honda anh em nhá, FE xăng phô điện tử, đèn LED 2 tầng, liền lá thắng đĩa. Đó, bô lỗ luôn nhá. 2018 hiện tại đăng ký biển Tiền Giang 63. Đó, giá cũ mình đang bán con xe này là 33, hôm nay mình giảm thêm cho anh em 2 triệu nó còn có 31 triệu đồng thôi anh em nhé, 31 triệu. Một chiếc Honda, đó, Honda này Honda Master em nhé, Honda Master 125 phân khối này anh em này. Đó, dòng xe này thì được đăng ký từ 2009 đến giờ, hiện tại con xe này được đăng ký biển số Vũng Tàu em nhé, 72L2 1367. Nó còi đèn đề xi nhan hoạt động không thiếu gì hết, cản chống đổ này, có vô thêm cho anh em một cặp đèn trợ sáng này anh em, nó nhìn rất là đẹp luôn này. Đó, màu xanh nhìn bao ngầu luôn nhá. Đó, con này thì giá cũ mình đang bán con xe này là 21 triệu, hôm nay mình giảm thêm cho anh em 2 triệu nữa là còn có 29 triệu đồng thôi nha anh em nhá. Đó, à 19 triệu đồng thôi, 19 triệu đồng. Đó, đèn cực kỳ là đẹp luôn nha. Một chiếc FP Honda, đó, 125 phân khối, phiên bản này phiên bản hai bô hai máy anh em nhá. Đăng ký biển thành phố 59X274352 này anh em. Đó, 125 phân khối, hai bô hai máy, có cho thêm anh cặp túi bao da này. Đó, còi đèn đề xi nhan hoạt động không thiếu gì hết. Giá cũ mình đã bán con xe này là 29 triệu, hôm nay mình giảm thêm cho anh em 2 triệu nó còn 27 triệu đồng thôi nha anh em. Đó, 27 triệu đồng. Một chiếc Suzuki, đó, dòng này là dòng Suzuki Bandit em nhá. Đó, phiên bản 150 phân khối, FE xăng phun điện tử này, có đèn LED 2 tầng từ trên tầng dưới này, hệ thống thắng đĩa này, làm mát bằng két nước này. Đó, đăng ký biển Bình Phước nha anh em, 2021. Hiện tại con xe này thì giá cũ mình đang bán con xe này là 37 triệu, hôm nay mình giảm thêm cho anh em 2 triệu nữa là còn 35 triệu đồng. Một chiếc Sherwin, đó, chắc là nhiều anh em lần đầu tiên mới thấy cái chiếc xe này anh em nhá. Đó, 2011 110 phân khối, dòng này là dòng xe liền lá, máy nằm đấy anh em. 110 nhá. Đó, máy móc thì rất là êm luôn, còi đèn đề xi nhan hoạt động không thiếu thứ gì. Giá cũ mình bán 25, hôm nay giảm thêm cho em 3 triệu nữa là còn có 22 triệu đồng. Một chiếc T-Bix, nó xe này là xe của Yamaha anh em nhá, Yamaha T-Bix này, nó đập vào mặt luôn là một cặp phục optional, một bảo vệ két nước. Đó, đăng ký biển số Bình Dương anh em nhá, 61E1 83304. Đó, liền lá thắng đĩa. Đó, FE xăng phô điện tử anh em nhá. Đó, màn hình LCD hiển thị hết thông tin lên luôn này. Đó, cực kỳ là đẹp. Đó, giá con xe này chỉ có 45, hôm nay giảm thêm cho anh em 3 triệu nó còn 42 triệu đồng thôi nha anh em, 42 triệu. Một cặp Lifan CG, đó, dòng xe này là dòng xe 125 phân khối em nhá. Đó, mới tinh luôn, xe chưa đổ xăng, chưa lăn bánh. Bên cửa hàng mình thì còn hai phiên bản đen và phiên bản đỏ anh em nhá. Đó, đều chưa có biển số hết. Đó, dòng xe này thì nói chung là đi đời mới mà anh em, đi rất là bền luôn nha. Đó, giá cũ con xe này mình đang bán là 25 triệu. Hôm nay mình xả cho anh em thêm 3 triệu đồng nữa là còn 22 triệu. Cửa hàng mình bao xuất hóa đơn về cho anh em tự ra tên. Đó, Lifan CG cốp chữ lỗi, máy đứng anh em nhá. Máy đứng này. Đó. Một chiếc G-Pix Demon, đó, phiên bản 150 em nhá. Đó, màu đen nhám cực kỳ là đẹp luôn.
2019, đó 150 phân khối phiên bản mô tô. Đó, liền lá thắng đĩa anh em nhá. Đó, 2019 mà xe mới chạy được hơn 2000 cây số thôi. Đó, đăng ký biển An Giang 67L2 20089. Giá cũ nhưng bán con xe này là 33. Hôm nay mình giảm thêm cho anh em 3 triệu đồng nữa, còn 30 triệu đồng tròn. Một chiếc Kawasaki 250 anh em. Đó, Kawasaki 250 phân khối. Phiên bản một đĩa trước, một đùm sau. Đó, máy thì là máy đôi anh em nhé, két nước làm mát có đầy đủ hết. Đó, ghi đông tay ngang này, 2019, đăng ký biển Hà Nội 29A1 10183. Giá cũ mình đang bán 69, hôm nay mình giảm thêm cho anh em 4 nữa là còn 65 triệu đồng. Một chiếc LA250 anh em này. Đó, con này thì có dọn lên cho anh em phong cách trẻ trung, nhìn rất là đẹp luôn nhá. Đó, liền lá thắng đĩa, cản chống đổ này, thấy anh em một cái vè này, một ghi đông này, gắn thêm cho anh em một cặp thùng nữa này, anh em nhìn rõ không? Đó, gắn cho em một cặp thùng luôn nhá. Đó, cặp thùng cho anh em đi xa được đồ được đặt rất là tiện. Đó, con này thì hiện tại đăng ký 2007, đăng ký về biển thành phố rồi anh em nhá, 51A6 2534. Đó, con này thì giá cũ mình đang bán 53, hôm nay mình xả tiếp cho anh em 3 triệu đồng nữa còn có 50 triệu đồng tròn thôi nhá. Đó, một chiếc SUV GZ này anh em. Đó, 2019 150 anh em nhá. Đó, dòng xe này thì cuối 2019 bắt đầu sản xuất ra, lên giá thành của nó phải trên 60 triệu mới có xe được anh em ạ. Đó, nhưng con này hiện tại đăng ký 2019 này 150, giá cũ mình đang bán 66. Hôm nay mình giảm thêm cho anh em con xe này là 3 triệu đồng nữa là còn có 63 triệu anh em nhá. Đó, 63 triệu. Mình xin nhắc lại anh em nhá, anh em nào có coi video này không biết là xuất hiện cho anh em từ lúc mấy giờ thôi, nhưng mà anh em coi rồi ưng xe nào, muốn xem chi tiết xe anh em cứ chụp ảnh màn hình lại xong gửi qua số Zalo giúp mình nhá. Đó, gửi qua đó thì sẽ có nhân viên báo giá, có video hình ảnh làm nổ chi tiết cho anh em đầy đủ đàng hoàng cho anh em mình tham khảo nhá. Một chiếc Phantom 2 thì nhập Thái nguyên con phiên bản của Honda anh em, 150 phân khối nhá, chạy xăng pha nhớt. Đó, két nước làm mát, còi đèn đề xi nhan hoạt động đầy đủ hết. Đó, con này được đăng ký biển Đồng Nai 60F244029. Đó, giá cũ con xe này mình đang bán là 109 triệu, hôm nay mình giảm thêm cho anh em 9 triệu đồng nữa là còn có 100 triệu đồng tròn anh em nhá, 100 triệu đồng tròn. Một chiếc GZ anh em. Đó, đầu tiên thì mình vào giới thiệu mình cũng có nói anh em rồi, bên cửa hàng mình thì hiện tại cái dòng xe GZ này thì có cả cũ lẫn mới luôn. Đó, như dòng xe này là mới tinh 100%, xe nhập khẩu chưa đổ xăng luôn anh em này. Đó, đang còn bọc quấn rõ là ngon lành đánh đáo cho anh em nhá. Dòng này thì giờ hiện tại đã ngừng sản xuất rồi, bên cửa hàng mình thì còn sót 2 chiếc lại thôi, lên giá tạm thời của nó đang là 82 triệu, cửa hàng báo xuất hóa đơn. Đó, anh em đừng có nói gì thì nói nhá, 82 triệu. Đó, giờ ngừng sản xuất rồi mấy anh em. Đó, lên anh em nào đang muốn mua xe mới thì anh em mình chốt nhanh nhá. Một chiếc Ventador. Đó, Vento phiên bản này là phiên bản 150 phân khối nhập Mỹ anh em nhá. Đó, còi đèn đề xi nhan, gương kính đầy đủ hết, đăng ký 2022 đăng ký lại rồi, hiện tại đăng ký biển thành phố anh em nhá, 59F142056. Đó, con xe này thì được đăng ký 2022 đăng ký lại anh em nhá. Giá cũ mình đang bán 30, hôm nay mình giả thêm cho anh em 3 triệu đồng nữa là còn có 27 triệu đồng thôi. Đó, 27 triệu đồng. Một chiếc Yamaha FZ anh em nhá. Yamaha FZ phiên bản 750 phân khối anh em. Đó, chắc nhiều anh em thì lần đầu tiên mới thấy chiếc này nhá. Dung tích là 4 xăng anh em. Đó, két làm mát bằng két nước này. Đó. 4 cổ bồ nhá. 2 thắng đĩa trước này, liền lá thắng đĩa nhá, 1 thắng đĩa sau. Đó, tích hợp 2 bồ nữa đằng sau nữa anh em nhá. Đăng ký biển 60 Đồng Nai. Đó. 60A101928 anh em. Đó, xe là còn rất là đẹp luôn nhá. Máy móc thì êm ru ru. Đó, giá cũ mình đang bán con xe này là 168 triệu. Hôm nay mình giảm thêm cho anh em 13 triệu đồng nữa là còn có 155 triệu đồng thôi anh em nhá. Đó, FZ750. Đó. Trong đây cũng là một chiếc xe Suzuki GZ mới tinh luôn anh em, chưa đổ xăng này. Đó, 82 triệu anh em nhá. Đó, anh em nào có thiện chí đang muốn mua xe mới thì alo giúp mình. Một chiếc con G-Prix Center Diamond Gentleman này anh em. Đó. Đăng ký biển Bình Thuận nhá, 86A1 này. 00366 này. Đó. Liền tâm thắng đĩa nhá. Còi đèn đề xi nhan hoạt động đầy đủ hết. 2019 mà xe mới chạy được có hơn 600 cây số thôi anh em nhá, hơn 600 cây. Đó. Con xe này thì hiện tại cửa hàng mình đang bán với giá là 53, hôm nay mình giảm thêm cho em 3 triệu nữa còn 50 triệu đồng tròn nhá nha. Đó. Một chiếc Honda. Đó, con xe này con xe là gọi là cực kỳ là hàng hiếm luôn. Honda Mazda 250 anh em. Đó, đăng ký biển thành phố 51A6 1542. Đó, dòng này thì trên thị trường giờ là kiếm không có đâu anh em. Đó, hơn hết nó là hải quan chính ngạch luôn nhá. Đó, bánh đằng sau nó là bánh đúc này anh em này. Đó, đăng ký 2006, hiện tại được mang biển thành phố nha anh em, 51A6 1542. Đó, còi đèn đề xi nhan, có vô kính chắn gió cho anh em mình luôn này. Nó giá áo zin nguyên bản luôn nhá. Giá cũ mình đang bán con xe này là 195 triệu, hôm nay mình giảm thêm cho em 15 triệu nữa còn 180 triệu đồng tròn. Đó. Một chiếc CB, đó, 300 phân khối, CB 300E đấy anh em. Đó, xe của Honda.
2021, hiện tại được đăng ký biển số Cần Thơ em nhá, 65A101293 đó, đăng ký 2021 chính chủ luôn anh em nhá. Đó, con xe này thì nói chung là mới chạy được 250 cây, đó mà rẻ hơn mua xe mới được gần hơn 50 triệu, gần 60. Đó, nên anh em nào đang có ý định muốn mua con xe này mới tinh thì anh em mình lưu ý giúp mình nhá. Đó, còn cùng con xe là cực kỳ là mới luôn anh em này. Đó, tất cả mọi thứ đều hoạt động keng speng hết. Đó, mới chạy được 250 cây anh em ơi. 251 cây anh em nhá. Máy lổ khỏi cần chê luôn. Keo bọc nguyên con. Giá mình đang bán chỉ có 98 triệu đồng thôi anh em nhá. Đó, rẻ hơn mua mới được gần 53 triệu. Một chiếc Shadow như này. Shadow Honda 400 phân khối này anh em. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Hải quan chính ngạch, đăng ký 1993, hiện tại đăng ký biển thành phố đây. 51A304761. Đó, hai bô hai máy, máy V luôn anh em nhá, máy V. Đó. 400 phân khối. Đó, anh em nhìn cặp đèn trước này cũng rất là ngầu luôn nhá. Đó. Con xe này thì nói chung là 400 mã lực thì anh em biết rồi, chạy cực kỳ là phê. Giá cũ mình đang bán con xe này là 198 triệu. Hôm nay mình giảm thêm cho anh em 18 triệu nữa là còn 180 triệu đồng rồi. Đó. Một chiếc xe cuối cùng của cửa hàng anh em này, VTX 1300 phân khối anh em. Đó. 2007. Đó. Đăng ký biển Sóc Trăng anh em nhá, một con xe dẫn đoàn siêu ngầu luôn đây. Đó, dung tích là 1300 phân khối anh em nhá. Đó, con này thì anh em nào có coi nhiều clip thì anh em biết rồi. Đó, giá cũ thì mình bán con xe này hơn 300. Mà hôm nay mình giảm chỉ có 300, còn 315 triệu đồng thôi. Có vô sẵn cho em một cặp thùng, có đấu đèn xi nhan đầy đủ hết rồi, đăng ký biển Sóc Trăng này nhá, 83. Đó, máy V này anh em này. Đó. Máy V nhá, nhưng cực kỳ ngầu luôn nhá. Đó. Giảm rồi còn 315 triệu đồng anh em nhá. Đó. Đó thì vừa rồi mình cũng đã quay cho anh em một số dòng xe bên cửa hàng xe máy Phương Nam mình rồi. Anh em nào cần mua bán xe gì cứ liên hệ giúp mình nhá. Đó, do thời gian mình có bận chút xíu công việc nên mình chỉ tạm thời quay đến đây thôi. Đó, hẹn anh em ngày mai mình sẽ lên lốt cho anh em hàng này và hàng bên cạnh đây nữa anh em nhá. Đó, còn rất là nhiều xe anh em này. Đó, mình xin nhắc lại nhá, anh em cần mua bán xe gì cứ liên hệ qua số Zalo hoặc số điện thoại này giúp mình này, 0977355248. Zalo là 0385524849 anh em nhá. Đó, địa chỉ cửa hàng mình thì nằm ở số 14 đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Rồi, một lần nữa thì xin chào, hẹn gặp lại anh em nhé.